Quý vị và các bạn thân mến, sau khi giảm mạnh ở hầu hết thời gian giao dịch ngày hôm 28 tháng 4 năm 2020, giá vàng trong nước quay đầu hồi phục, trong đó một vài hệ thống kịp lấy lại đà tăng so với chốt phiên ngày 27 tháng 4 năm 2020. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng sáng ngày 29 tháng 4 năm 2020 được phát trên kênh Giá cả thị trường của chúng tôi. Mở đầu bản tin là một số thông tin về thị trường giá vàng. Phần tiếp theo của bản tin là bảng giá vàng được cập nhật mới nhất vào đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng ngày 29 tháng 4 năm 2020. Phần cuối của bảng tin là bảng giá tỷ giá ngoại tệ được cập nhật mới nhất vào đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng ngày 29 tháng 4. Và sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, kết thúc phiên giao dịch ngày 28 tháng 4, giá vàng trong nước được SJC Hà Nội niêm yết ở mức 47,95 đến 48,62 triệu đồng trên một lượng theo hai chiều mua vào và chiều bán ra. Tương đương mỗi chỉ vàng sẽ là 4.795.000 và 4.862.000 theo hai chiều mua vào và chiều bán ra, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Tương tự tại SJC Thành phố Hồ Chí Minh, niêm yết giá vàng ở mức 47,95 đến 48,60 triệu đồng trên một lượng ở hai chiều mua vào và chiều bán ra. Tương đương mỗi chỉ vàng sẽ là 4.795.000 và 4.860.000 theo hai chiều mua vào và chiều bán ra, tăng đồng thời 50.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua và bán. Tại Phú Quý SJC thì niêm yết giá vàng ở mức 47,95 đến 48,40 triệu đồng trên một lượng hai chiều mua vào và chiều bán ra. Tương đương mỗi chỉ vàng sẽ là 4.795.000 và 4.840.000 theo chiều mua vào và chiều bán ra, giảm 100.000 đồng trên một lượng tại chiều mua và giảm 80.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. Tại VNG Hà Nội và VNG Thành phố Hồ Chí Minh, niêm yết giá vàng ở mức 47,60 đến 48,35 triệu đồng trên một lượng ở hai chiều mua vào và chiều bán ra, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua và giảm 150.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. Tương đương mỗi chỉ vàng này sẽ là 4.760.000 và 4.835.000 theo hai chiều mua vào và chiều bán ra. Còn tại bảng tín Minh Châu, niêm yết giá vàng ở mức 47,88 triệu đồng đến 48,25 triệu đồng trên một lượng theo hai chiều mua vào và chiều bán ra. Tương đương mỗi chỉ vàng sẽ là 4.788.000 và 4.825.000 theo hai chiều mua vào và chiều bán ra, giảm 220.000 đồng trên một lượng tại chiều mua và giảm 230.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. Trên thị trường thế giới, tính đến đầu giờ sáng ngày 28 tháng 4 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đứng ở mức 1.709,70 USD trên một ounce. So với cùng thời điểm ngày 27 tháng 4, giá vàng thế giới giao ngay giảm khoảng 15 USD trên một ounce. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 6 năm 2020 ghi nhận trên sàn COMEX New York ở mức là 1.721,5 USD trên một ounce, giảm 2,3 USD trong phiên nhưng giảm 21 USD trên một ounce so với cùng thời điểm ngày 27 tháng 4. Sang phiên châu Á, giá vàng giảm gần 1% trong phiên ngày 28 tháng 4 khi sức hấp dẫn của các tài sản rủi ro tăng do một số nước nới lỏng các hạn chế đã áp dụng nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19. Mặc dù những lo ngại về suy thoái và hy vọng với các biện pháp kích thích bổ sung đã giữ giá kim loại quý này ở gần mức 1.700 USD trên một ounce. Vào lúc 14 giờ 1 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,7% xuống mức 1.702 USD trên một ounce sau khi có lúc giảm tới 1,4% trong phiên. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,4% xuống mức 1.716,2 USD trên một ounce. Vàng có xu hướng lên giá nhờ các biện pháp kích thích được áp dụng rộng rãi khi là tài sản an toàn trong bối cảnh lạm phát. Mặc dù giá vàng có thể tiếp tục tăng, nhu cầu của hai nước tiêu thụ hàng đầu đó là Ấn Độ và Trung Quốc có thể khiến đà tăng của giá kim loại quý này khó kéo dài. Cập nhật mới nhất vào lúc 17 giờ 44 phút ngày 28 tháng 4 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đang giảm nhẹ 1,1001 USD, tương ứng mức giảm là 0,0638%, hiện đang dao động tại mức 1.722,70 USD trên một ounce. Giá vàng trong nước thì thường biến động theo xu hướng của thị trường thế giới, vì vậy mà vàng SJC có thể biến động nhẹ trong ngày giao dịch 29 tháng 4 năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin cung cấp tới quý vị và các bạn bảng giá vàng được cập nhật mới nhất vào đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng ngày 29 tháng 4. Giá vàng vào đầu giờ sáng ngày hôm nay có một chút biến động nhẹ, có một chút tăng giảm đan xen. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào là 47.950.000 đồng trên một lượng, bán ra là 48.600.000 đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Tương đương mỗi chỉ vàng sẽ là 4.795.000 và 4.860.000 theo hai chiều mua vào và chiều bán ra. SJC Hà Nội mua vào được 47.950.000 đồng trên một lượng, bán ra là 48.620.000 đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 4.795.000 và chiều bán ra là 4.862.000.
Doji Hồ Chí Minh mua vào là 47.900.000 đồng trên một lượng, bán ra là 48.350.000 đồng trên một lượng, giảm 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, giảm 200.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào là 47.910.000 đồng trên một lượng, bán ra là 48.240.000 đồng trên một lượng, giảm 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua, giảm 300.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. PNG Hồ Chí Minh mua vào 47.600.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.350.000 đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua, giảm 150.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. PNG Hà Nội mua vào 47.600.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.350.000 đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua, giảm 150.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 48.170.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.650.000 đồng trên một lượng. Mi Hồng mua vào 47.900.000 đồng trên một lượng, bán ra là 48.500.000 đồng trên một lượng, giảm 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua, chiều bán ra thì không thay đổi. Bảo Tín Minh Châu mua vào là 47.930.000 đồng trên một lượng, bán ra là 48.300.000 đồng trên một lượng, giảm 170.000 đồng trên một lượng ở chiều mua, giảm 180.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. Tiếp theo là giá vàng SJC tại các ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 48.000.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.500.000 đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Ngân hàng ACB mua vào 47.800.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.400.000 đồng trên một lượng. Ngân hàng Sacombank mua vào 47.550.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.500.000 đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua, giảm 230.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. Giá vàng ở một số ngân hàng khác, quý vị và các bạn vui lòng xem thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng ở một số thương hiệu vàng khác. Nhẫn SJC 24K mua vào 46.300.000 đồng trên một lượng, bán ra 47.150.000 đồng trên một lượng, cùng tăng 160.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào sẽ là 4.630.000 và chiều bán ra sẽ là 4.715.000. PNG Nhẫn 24K mua vào 46.100.000 đồng trên một lượng, bán ra 47.200.000 đồng trên một lượng. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua sẽ là 4.610.000 và chiều bán là 4.720.000. Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu mua vào là 45.960.000 đồng trên một lượng, bán ra là 46.560.000 đồng trên một lượng, giảm 170.000 đồng trên một lượng ở chiều mua, giảm 320.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua sẽ là 4.596.000 và chiều bán sẽ là 4.656.000. Giá của một số loại vàng khác, quý vị và các bạn vui lòng xem thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC tại các tỉnh thành phố. Giá vàng SJC tại các tỉnh thành phố vào đầu giờ sáng ngày hôm nay thì đều tăng 50.000 đồng trên một lượng cả hai chiều mua và bán. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng mua vào là 47.950.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.620.000 đồng trên một lượng. SJC Nha Trang mua vào 47.940.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.620.000 đồng trên một lượng. SJC Cà Mau mua vào 47.950.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.620.000 đồng trên một lượng. SJC Bình Phước mua vào là 47.930.000 đồng trên một lượng, bán ra là 48.620.000 đồng trên một lượng. SJC Huế mua vào 47.920.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.630.000 đồng trên một lượng. SJC Biên Hòa mua vào 47.950.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.600.000 đồng trên một lượng. SJC Miền Tây mua vào 47.950.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.600.000 đồng trên một lượng. SJC Quảng Ngãi mua vào 47.950.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.600.000 đồng trên một lượng. SJC Đà Lạt mua vào 47.970.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.650.000 đồng trên một lượng. SJC Long Xuyên mua vào 47.950.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.620.000 đồng trên một lượng. Tiếp theo là giá vàng bộ số 9 và vàng nữ trang SJC. Vào đầu giờ sáng ngày hôm nay, giá vàng bộ số 9 và vàng nữ trang SJC có xu hướng tăng. Đầu tiên là giá vàng bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 46.300.000 đồng trên một lượng, bán ra 47.150.000 đồng trên một lượng, cùng tăng 160.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào sẽ là 4.630.000, chiều bán ra là 4.715.000. Vàng nữ trang bộ số 9 mua vào 45.750.000 đồng trên một lượng, bán ra 46.750.000 đồng trên một lượng, tăng 60.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua sẽ là 4.575.000, ở chiều bán là 4.675.000. Vàng nữ trang 24K mua vào là 44.787.000 đồng trên một lượng, bán ra 46.287.000 đồng trên một lượng, tăng 59.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua là 4.478.700.000.
và chiều bán là 4.628,7 nghìn. Một số loại vàng còn lại như vàng 18K, 14K và vàng 10K, quý vị và các bạn vui lòng xem thêm ở bảng giá. Phần cuối của bản tin là bảng giá tỷ giá ngoại tệ được cập nhật mới nhất vào đầu giờ sáng ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bản tin tiếp theo.